bữa nay nhìn thấy chó chó hay sao đó. Thiếu cái màu vàng thôi là thành cây đèn giao thông rồi. Hôm nay mình mặc đồ giống như siêu nhân. Siêu nhân gì? Siêu nhân xanh và siêu nhân đỏ. Anh em mình mặc đồ tươi sáng như thế này nè, để mang đến cho không khí chương trình ngày hôm nay thật là nhiều niềm vui. Màu đỏ, màu xanh giống như là một cái sự may mắn, một sự hy vọng vào cái chiến thắng dành cho những người chơi. Vâng, xin chào mừng quý vị đang đến với game show Chỉ Cần May Mắn. Chiếc cơ may mắn do kênh truyền Today TV sản xuất với sự tài trợ của hệ thống siêu thị Big C. Với tiêu chí cần đúng trúng quà, tất cả chúng ta có thể mang về nhà những sản phẩm hết sức là giá trị, hết sức là tiện dụng khi chúng ta trở thành người chơi của game show Chỉ Cần May Mắn. Và chúng tôi đã tìm ra được 3 đội chơi may mắn trong ngày hôm nay. Đầu tiên xin được chúc mừng đội chơi của bạn Lê Đình Thành và Lê Thị Lúa. Vâng, xin chúc mừng đội người chơi của bạn Thái Vũ Lê Hoàng và Huỳnh Thị Thanh Tuyên. Đội chơi thứ 3 xin chúc mừng đội chơi của diễn viên Thanh Duy và Thủy Khanh. Đã chúng ta cùng chờ đón 3 đội chơi đến với chương trình hôm nay. Xin mời. Xin chào đón các bạn đến với chương trình Chiếc Cơn May Mắn ngày hôm nay. Và chúng ta cùng làm quen với từng đội nha. Đầu tiên là đội của Thanh Duy. Hãy giới thiệu về đội của mình cũng như là người tham gia cùng chơi với Duy. Thanh Duy lấy tên đội là Ánh Dương. Bởi vì Ánh Dương là một tên là tên của bài hát của nhạc sĩ Đỗ Thị Khanh. Giới thiệu đi cười. Đội của Khanh và Anh Duy lấy tên Ánh Dương là tại vì muốn đội của mình đến phút cuối cùng có thể tỏa sáng và chiến thắng. Mọi người cùng ủng hộ Khanh và Thanh Duy nha. Xin cảm ơn Thủy Khanh rất nhiều. Thế còn Thanh Duy, trong thời gian sắp tới Duy có sản phẩm nào để ra mắt khán giả hay không? Dạ em thì không có sản phẩm hát, em chỉ đóng kịch, đóng phim đó, thôi. Đó đó, ý là những bộ phim, những vở kịch nào mới hay không đó mà. Dạ có anh. Vừa rồi em mới kết thúc vai trong phim Lửa Trên Băng của đạo diễn Đặng Tất Bình. Và hiện nay em đang tham gia hai bộ phim là Hương Quê của đạo diễn Nguyễn Di Linh và bộ phim Dấu Chân Du Mục của Đinh Thái Thủy. Chắc là công việc thời gian cũng rất là bận rộn đúng không? Dạ, hôm qua là em về tới Sài Gòn là đúng 3 giờ rưỡi sáng. Phải ngủ được mấy tiếng là phải lên đây chơi tiếp rồi đó. Đi phim riết thành ra là thấy da dẻ bữa nay là rất là đen. Hy sinh vì nghệ thuật. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng cổ vũ cho Thanh Duy và Thủy Khanh không chỉ trong chương trình ngày hôm nay mà còn trên bước đường nghệ thuật mà họ đang theo đuổi nha. Chúng ta hãy cùng làm quen với đội chơi số 2. Xin chào hai MC rất là đẹp trai và tôi cũng đẹp trai nữa. Đội của tôi tên là Big Ben. Bởi vì sao? Chương trình này, chương trình Chiếc Cơn May Mắn là được sự tài trợ của Big C. Cho nên đội chúng tôi đặt tên là Big Ben. Tôi tên là Lê Hoàng. Hiện nay đang công tác tại công ty tài chính Ronson. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. Và kế bên tôi là một người em rất là dễ thương. Xin mời. Xin chào quý vị và khán giả. Tôi tên là Huỳnh Thị Hạnh Tuyền, hiện nay đang là sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Rất vui khi được tham gia chương trình Chiếc Cân May Mắn. Khi nhắc đến tên Big Bang thì người ta thường nghĩ ngay đến là một cái vụ nổ gì đó rất là lớn, rất là hoành tráng đúng không? Các bạn có nghĩ rằng ngày hôm nay đến với chương trình các bạn sẽ tạo ra một cú đột phá giống như một cú nổ trong cái chương trình này hay không? Cũng hy vọng là mình sẽ làm cái gì đột phá và làm gì đột kích. Để làm sao cho nó đột nhập. Kinh về luôn. Làm sao mà Big C cũng đột ngột bất ngờ về các bạn đúng không? Và hy vọng rằng các bạn sẽ mang được nhiều những phần quà giá trị về cho gia đình của mình nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu của đội tiếp theo. Xin mời các bạn. Rừng miền đông đất đỏ. Xin giới thiệu đội 2 là đội đất đỏ đến từ miền đông đất đỏ anh Hùng. Ủa có vậy thôi đó hả? Đó chỉ là nhấn cái từ đất đỏ đó. Miền đông đất đỏ anh Hùng và rất là hiếu khách. Em xin là giới thiệu em là Lê Thị Lụa, đang công tác tại Tổng Thái Sơn và đây là thành viên thứ hai của đội, là một người cháu rất là đẹp trai. Xin chào quý vị khán giả chương trình quay, xin chào hai MC dễ thương. Mình xin tự giới thiệu, mình là Lê Đình Thành, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên. Hôm nay mình đến tham gia chương trình với mục tiêu là thử thách cái sự may mắn của mình và giành thật nhiều phần quà. Cảm ơn quý vị khán giả. Sẵn sàng hết rồi. Dạ anh em mình cũng đã sẵn sàng luôn rồi. Khán giả cũng đã sẵn sàng. Vậy thì vòng thi đầu tiên của Chiếc Cân May Mắn được mang tên Chiếc Hộp Bí Mật. Wow.
Vâng, xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với vòng thi đầu tiên của chiếc cơ may mắn được mang tên Chiếc hộp bí mật. Các bạn thân mến, trước mặt chúng ta là một chiếc hộp. Ở vòng thi đầu tiên này sẽ có một phút dành cho các bạn để nhấc chiếc hộp lên và đoán xem chiếc hộp này nặng bao nhiêu ký. Và để cổ vũ tinh thần cho các bạn thì ban tổ chức quyết định tặng cho mỗi đội là 5.000 điểm. Vâng, xin mời hai cô gái mang 5.000 điểm tặng cho mỗi đội. Thì các bạn hãy cố gắng bảo toàn. Không nhiều đâu, 5.000 điểm coi vậy thôi. Chứ thật ra nếu như vòng 1 mà mình đoán sai nhiều quá là 5.000 điểm nó dễ mất như chơi. Bởi vì các bạn chỉ cần đoán sai 100 gram thôi, các bạn mất đi 100 điểm. Các bạn mà đoán sai lệch 1 ký, các bạn mất đi 1.000 điểm. Mà đó giờ cũng có nhiều đội chơi mất lượt 4-5 ký lắm. Coi như là hết vòng 1 là mình trắng tay đó. Cố gắng nha, hãy giữ cho thật kỹ 5.000 điểm này của mình. Xin tặng cho đội đất đỏ 5.000 điểm và đội ánh dương 5.000 điểm. Mỗi một đội hãy cử một bạn làm đại diện để qua bên đây thử những quả tạ này. Xin mời các bạn. Đội Big Bang, các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Đội đất đỏ và ánh dương. Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng. Chúng ta sẽ có một phút thời gian bắt đầu. Rồi, bưng nguyên chiếc hộp này luôn. Đúng vậy, trọng lượng cả chiếc hộp luôn. Rồi, bưng xong rồi mình thảo luận, mình đưa ra ý kiến. Ở bạn lũa, bạn bưng này. Đúng rồi, đó, đúng rồi. Hãy kiểm tra cho bạn bao nhiêu ký nha. Chúng tôi muốn nghe câu trả lời từ phía đội Big Bang. Sau khi đội Big Bang đã gọi là thử cân đo đong đếm rồi, nó tóm lại cũng ngâm tới ngâm lui, quyết định là cái hộp này là 11 ký. Ủa sao mà ngưng lâu quá vậy? Tại mà vì không có phẩy gì không, có muốn phẩy phớt tính, gì đây không? Tính phớt rồi nhưng mà thấy sợ phẩy nó công nó lố một cái là bị trừ. Cho rằng 11 ký. Dạ. Có lẽ không? Chắc không quá. Rồi thử xem. 1, 2, 3. Trời ơi, ăn mì gói đã luôn nha, mì tôm rất là ngon. Chúng ta thấy có hai túi nước rửa chén trà xanh chanh Bixi, 20 gói mì ăn liền Miliket sa tế, một chai sữa tắm sữa dê Bixi, một hộp 6 lọ nước yến Brand. Nước yến thiên nhiên Brand được khai thác từ nguồn tổ yến chất lượng cao và chắt lọc qua quy trình hơn 100 bước công phu nhằm giữ lại sợi yến dài và nguyên với những dưỡng chất quý báu cho sức khỏe và sắc đẹp. Và tổng trọng lượng cho bí mật số 1 này là 11 ký. Xin chúc mừng các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội đất đỏ. Các bạn đoán chiếc hộp này bao nhiêu ạ? Sau khi tham khảo và cũng như thử tạ ngoài kia thì đội đất đỏ bàn bạc kỹ và đưa ra hộp quà bí mật ở đây là bao nhiêu ạ? 11,8 ký. Sao lẽ đáng hậu vậy trời đất ơi. Một là 11,1, hai là 11,5, 11,8 ta làm 12 cho rồi. 11,8 ký, đó là câu trả lời của các bạn. Và chúng ta xem nha. Chiếc hộp bí mật số 2 gồm có một bộ thời trang BF, một hộp 6 lọ nước cốt gà Brand, một gói hạt nêm Bixi, hai gói phở Bixi, một chai nước giặt Bixi hương trái cây. Và tổng trọng lượng chiếc hộp bí mật số 2 này là 12 ký. Chúng ta sai số 200 gram, chúng ta bị trừ đi 200 điểm. Sao tự nhiên bị trừ rồi? Tại vì đoán sai, bị trừ chứ sao, nếu bạn đoán đúng ai dám trừ bạn. Em không, là cái điểm nó về quá. Chúng ta đến với đội ánh dương. Sao? Cho ghi lại. Không, hết giờ rồi, không ghi lại nữa. Rồi. Quyết định rồi. Rồi. Giờ sao, bạn quyết định bao nhiêu ạ? Quyết định rồi. Nhiều ký? 12 ký. 12 ký. Tại vì sao hoang mang như nữ hoang mang vậy? Nữ kia không có nổi, không có biết nhiêu ký đâu. Có sự hoang mang nhẹ tại vì cũng tính đoán 11,5 nhưng mà anh Duy nói 12 ký thì chắc được hơn tại anh. Không, tại anh đi đóng phim hôm qua anh cũng ghi đồ nó cũng gần giống vậy. 11 ký lúa, 12 ký lúa đồ đó nó cũng gần giống vậy. Chúng ta cùng xem bên trong có gì nha. Trời bánh trong rồi. Bên trong chiếc hộp số 3 gồm có những sản phẩm như sau.
một bộ rap bọc giường Pixi, một chai nước Los Angeles hương bạc hà, hai gói hạt nêm Pixi, năm hộp bánh quy thấp cát bò sữa, năm gói sô cô la Kit Kat, và tổng trọng lượng chiếc hộp số 3 là đựng đâu 13 kg. Hết 11 kg trời. Không biết nữa đại. Tổng trọng lượng vào số 3 là 13 kg trừ 1 là 12 kg đó. Xin chúc mừng các bạn. Dũng thích làm ta hồi hộp rồi làm ta hết hồn dữ lắm. Nhiều khi người chơi bị bể tim hoài à. Như thế là chúng ta đã biết được kết quả cuối cùng của vòng 1. Đội Biết Bang các bạn vẫn bảo toàn được 5.000 điểm của mình. Đội Đất Đỏ các bạn bị trừ đi 200 điểm còn 4.800 điểm. Đội Ánh Dương vẫn giữ được 5.000 điểm. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Yeah. Và một tin vui nữa nói cho các bạn biết luôn, đó là tất cả những sản phẩm có trong chiếc hộp bí mật này là quà tặng mà chương trình dành tặng cho các bạn hết. Nè, bên đây là có phở ăn nè, bên đây là ăn bánh ăn nè, rồi ăn hạt nêm nữa nè, ngon ghê lắm. Sao đứng đội Ánh Dương anh? Sao em cũng sợ sợ sao anh? Sao sợ? Cao cao bự bự đen đen, mình không cho thắng cái món công tiền hàng mình nữa. Không sao hết, đến đây thì tất cả mọi người phải tùy thuộc vào cái sự quyết định của mình. Anh em chúng ta điều khiển hết tất cả mọi thứ. Mình nắm chùm không anh? Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai mang tên Thử Tài Cân Đúng. Tưng bừng lễ hội khách hàng giai đoạn 2 tại Pixi, chương trình khuyến mãi cực lớn. Rút thăm trúng thưởng cực kỳ hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỷ đồng. 50 xe S-Frame Attila Elizabeth, 700 điện thoại Samsung Galaxy Young cùng hàng nghìn sản phẩm siêu khuyến mãi hấp dẫn. Đặc biệt, chương trình tiết kiệm nhiều hơn khi mua sản phẩm thứ 2, thứ 3 chỉ có tại hệ thống siêu thị Pixi. Pixi, giá rẻ cho mọi nhà. Vòng thi thứ hai này của chúng ta có tên là Thử tài cân đúng. Và bên trong mỗi quả cân này là có một cái yêu cầu chương trình đặt ra cho các đội chơi. Chúng ta phải thực hiện yêu cầu đó, mang về những sản phẩm mà cái trọng lượng của nó cũng phải tương đương với trọng lượng mà chúng tôi yêu cầu các bạn. Nếu như mà sai lệch càng nhiều thì chúng ta sẽ càng dễ có cơ hội phải chia tay chương trình ngay tại đây. Sai lệch ít nhất được cộng 1.500 điểm nha. Ai mà sai số nhiều hơn chút á thì được cộng 1.000 điểm. Còn ai mà sai quá đó là không có điểm. Sao nha. Nhìn em hoài vậy? Bây giờ ai cũng sợ tôi nhìn hết trơn, biết nhìn ai giờ. Thôi giờ vậy, mình cứ tham gia đi nha. Còn cái việc mà hên xui may rủi nó rơi trúng ai người đó ráng chịu ha. Ví dụ mà hên thì trúng tôi, còn xui thì trúng ai đó. Không biết. Tại nói chung là mình không có thích cái người nào mà trùng màu áo với mình. Vậy đó. Anh rồi. Bây giờ mình cho ba đội chơi lựa chọn vị trí chưa? Đó. Vấn đề quan trọng là ở chỗ đó. Ở vòng thi đầu tiên, hai đội Big Bang và đội Ánh Dương điểm số cao nhất đúng như luật lệ là sẽ được quyền ưu tiên chọn vị trí quả cân may mắn, quả cân tiếp theo ở cái phần thi này. Nhưng mà đến cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có một sự thay đổi nhỏ. Đó là cái đội mà thấp điểm nhất xem như đây là một sự ưu tiên dành cho họ, một lời khuyến khích động viên dành cho họ. Xin mời đội Đất Đỏ các bạn được quyền ưu tiên chọn vị trí đứng của mình ở vòng 2. Đội Đất Đỏ cảm ơn sự ưu ái của chương trình ngày hôm nay. Đội Đất Đỏ đã quyết định là chọn số mấy? Số 3. Ý là muốn đuổi tụi tôi đi phải không? Đuổi, chọc chiến nha. Đuổi thì đi em, lên đầu, đầu ở. À, lên đầu ở. Vậy là số 1 được không anh? Vị trí số 1. Ủa, mình bị giải tỏa hả? Đúng rồi, giải tỏa. Giải tỏa không có đền bù. Xin mời các bạn về vị trí số 2. Sao kỳ vậy ta? Giải tỏa không có đền bù luôn á. Không đền bù. Bây giờ thì mời đội Ánh Dương, chúng ta hãy đặt tay lên quả cân này và dở lên nào. Xem bên trong là gì. Hên quá mà áo xám mà áo đỏ chứ dám bị nữa. 1, 2, 3. Một người. Ồ, các bạn thấy gì không? Quả cân số 1 có hình ngôi sao màu xanh, đó là ngôi sao may mắn. Chúc mừng các bạn. Các bạn sẽ nhận được một máy làm sữa chua Kangaroo và một nồi cơm điện Super. Cái đó là của em á. Của em á, dễ tỏ mà không nên bù gì cho bị lỗ nữa. Thì bởi vậy mình mới nói hồi nãy đó. Hên biết đâu hên thì vô đây, còn xui nó qua bên kia, làm sao mình đoán được, đúng không? Ủa, đâu phải tôi muốn giải tỏa đâu. Tại anh kia, anh qua nhà tôi mà. Muốn. Rồi, chương trình yêu cầu các bạn nè, phải mang về những sản phẩm mà trọng lượng của nó là 32 kg.
Dạ. Trong đó có 2 sản phẩm thuộc ngành hàng điện máy. Điện máy. 3 sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm. 3 sản phẩm thực phẩm. Và 4 sản phẩm thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm. Chúng ta có 2 phút ở vòng thi này. Thời gian bắt đầu. Trễ giờ rồi. Bên đây nữa, TV bên đây nữa. Rồi, nhanh lên nào các bạn ơi. Bây giờ như chưa lựa chọn được sản phẩm nào cả. Đây. Rồi, rồi, rút ra một thời gian. Rút ra một thời gian này. Rồi, 2 sản phẩm điện máy lần nha. Thêm 1 sản phẩm nữa, thêm 1 sản phẩm nữa. Thêm 1 sản phẩm điện máy nữa. Đây, 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 đây. Đó là gia dụng nè, điện máy nè, quạt nè, quạt âm ly nè. Lấy cái quạt, đúng rồi, lấy cái quạt, đúng rồi. Đây, quạt. Nhớ để thử coi bao nhiêu ký. Rồi, chúng ta thử xem. Rồi, quyết định chọn cái quạt thì rút một tờ giấy. Rồi, đúng chưa? 3 sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm này. Thực phẩm ở đây, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh chọn cái nào, rút giấy đó, rút giấy. Rút giấy vô. Một cái thôi, chỉ được một cái thôi. Rồi. Rồi, 3 cái vô. Đủ 3 cái chưa? Đủ chưa, đủ chưa? Rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, 4 sản phẩm hóa mỹ phẩm bên này. Hóa mỹ phẩm ở đây, hóa mỹ phẩm ở đây. Nhanh lên, nhanh lên. Không bỏ đâu. Không bỏ đây nè, không bỏ đây. Còn một giặt Pixie lấy không? Giặt tay lên các bạn nha. Đó, đúng rồi. Một giặt thai, một giặt Pixie. Như sợ bảy con to. Có chừng lố ký nha, có chừng lố ký. Kiểm tra lại xem, nhanh lên, nhanh lên. 32 ký. Các bạn mang về những sản phẩm như sau: quạt hộp Li Fan, TV TCL, khát nước nào uống nữa, nước khoáng Casino, khát thiệt à, trời ơi uống nước khoáng rồi, dầu ăn cooking, đừng nói uống dầu ăn nha, bột giặt Omo, nước xả vải Comfort dành cho da nhạy cảm, bột giặt Pixi ba tác động, rồi giặt nhiều gì rồi có trà, trà biết đâu Wonder Farm, uống trà rồi uống nước khoáng La Vi chi nữa vậy. Khát nước đúng không, mệt đúng không? Các bạn vừa đi siêu thị xong cũng rất là vất vả. Thôi bây giờ nghỉ tạm chút xíu nha. Lát mình sẽ biết kết quả. Bây giờ đến phần đi siêu thị của đội Big Bang. 1, 2, 3, dắt. Rồi. Ồ, xin chúc mừng các bạn. Đây cũng là quả cân may mắn. Và quả cân may mắn này đã mang về cho các bạn là một cái nồi hấp Tiffan và lò nướng ga lăng. Hên, hên, hên. Sao hên, sao hên rồi. Chẳng qua là vì sao của người ta mình giải tỏa xong qua đem được đền bù. À, giờ mới được đền bù quá. Đôi khi sự thay đổi nó cũng làm cho cuộc sống mình nó trở nên nhiều màu sắc khác hơn. Dạ, nhiều cái vận may mới mỉm cười với chúng ta. Chúng ta phải mang về những sản phẩm mà tổng trọng lượng của nó là 32 kg. Giết vô, giết vô, 32 kg. Gồm có 3 sản phẩm thuộc ngành hàng gia dụng, 2 sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm và 3 sản phẩm thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Bắt đầu. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Tự tự gì mình thích nào là lấy. Rút okay. Một tờ, rút một tờ. Gia dụng mấy, gia dụng 3 đúng không? Gia dụng 3 đúng không? Gia dụng không nè, ở đây cũng gia dụng nè. Gia dụng. Nhìn lên, nhìn lên. Rồi, ok, tiếp tiếp. Rồi. Có gì nữa, gì nữa? 2 thực phẩm không? Rất muốn chơi. Hai thực phẩm. Chỉ có lấy 2 thực phẩm thôi. Cái này là một chai. Nhanh lên nào các bạn, nhanh lên, nhanh lên, sắp hết giờ rồi. Chúng ta còn ngành hàng hóa mỹ phẩm nữa. Này quá, cái này là gì vậy? Cái này là gì vậy? Hóa phẩm không? Đó là thêm cái luôn đi. Nè, thêm nữa không nè? Thêm cái nữa luôn. Đúng, thêm cái nữa luôn đi. Ừ. Một cái. Cái này nè. Một. Một. Hết giờ. Cũng vừa kịp thời gian nha. Hơi mệt quá. Hơi mệt chút xíu, hơi vất vả chút xíu. Nhưng mà các bạn vẫn đã hoàn thành vòng thi này đúng như thời gian của chúng tôi quy định. Chúng ta xem nào. Nước mắm tỏi ớt Big C, dầu ăn cooking Maizen, máy xay sinh tố đa năng Blacker, nồi cơm điện Super, lò nướng ga lăng, sữa tắm Nuwai,
Nước giặt Ariel, bột giặt Omo, bột giặt Big C ba tác động, nhà giặt đồ, bột giặt máy Big C ba tác động. Đó là những sản phẩm mà đội Big Bang đã mang về. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem quả cân của đội Đất Đỏ yêu cầu các bạn làm những gì đây. Rồi rồi, mở mày he hé chứ mở lòng bàn cho đó. Quả cân may mắn. Quả cân may mắn này mang về cho bạn một cái lò nướng ga lăng. Thật là bất ngờ khi ngày hôm nay cả ba quả cân của chúng ta ở vòng chơi này đều là những quả cân may mắn. Cảm ơn nhà tài trợ Big C. Quả cân này yêu cầu các bạn mang về những sản phẩm mà tổng trọng lượng là 32kg. Trong đó 3 sản phẩm thuộc ngành hàng gia dụng, 2 sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, 3 sản phẩm thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ở đây cũng là gia dụng. Máy làm xí chua. Hai cái rồi, còn một cái nữa. Rút một tờ, rút một tờ. Mỗi sản phẩm lấy một tờ thôi nha. Mỗi sản phẩm lấy một tờ thôi. Mà cái nào nặng quá có thể bỏ ra, ra bớt. Kiểm tra là nha, sắp hết giờ rồi các bạn à, sắp hết giờ rồi. Thời gian không còn nữa, chạy đi nào. Chạy đi, chạy đi. Rồi, rồi, nhanh lên, nhanh lên. Các bạn mang về những sản phẩm như sau: nước khoáng Lavi, nồi cơm điện Kangaroo, lò vi ba ga lăng, bộ nồi Anon, bột giặt Omo, nước lau sàn Big C hương bạc hà, nước khoáng Casino. Đó là những sản phẩm mà đội Đất Đỏ đã mang về. Một lát nữa chúng ta sẽ biết ngay kết quả vòng thi thứ hai này, xem các bạn mang về có gần bằng với trọng lượng mà chúng tôi yêu cầu hay không. Tưng bừng lễ hội khách hàng giai đoạn 2 tại Big C, chương trình khuyến mãi cực lớn, rút thăm trúng thưởng cực kỳ hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỷ đồng. 50 xe S-Frame Attila Elizabeth, 700 điện thoại Samsung Galaxy Young, cùng hàng nghìn sản phẩm siêu khuyến mãi hấp dẫn. Đặc biệt, chương trình tiết kiệm nhiều hơn khi mua sản phẩm thứ 2, thứ 3 chỉ có tại hệ thống siêu thị Big C. Big C, giá rẻ cho mọi nhà. Kết thúc vòng thi thứ 2, chúng tôi đã có kết quả trong tay. Cả ba đội chơi, đội nào cũng nhận được rất nhiều quà. Vì thế, bây giờ nếu như mà đội nào phải chia tay với chương trình của chúng ta thì hy vọng rằng các bạn cũng sẽ không buồn nhé. Đội Ánh Dương yêu cầu các bạn mang về 32kg, các bạn đã mang về tất cả là 28,3kg, chênh lệch 3,7kg. Đội Biết Bang yêu cầu các bạn mang về 32kg, các bạn đã mang về tất cả là 27,2kg, chênh lệch 4,8kg. Đội Đất Đỏ yêu cầu mang về 32kg, các bạn đã mang về 32,3kg, chênh lệch 0,3kg. Như thế, đội có sai số nhỏ nhất của chúng ta là đội Đất Đỏ được cộng 1.500 điểm, nâng điểm số của các bạn lên là 6.300 điểm. Đội Ánh Dương được cộng 1.000 điểm, nâng điểm số lên là 6.000 điểm. Và đội Biết Bang các bạn vẫn giữ nguyên điểm số 5.000 của mình. Vì vậy, các bạn sẽ chia tay với chương trình của chúng ta tại đây. Xin mời cô gái của chúng ta sẽ mang những phần quà thật là hấp dẫn từ chương trình Chiếc Cơ May Mắn trao tặng cho đội Biết Bang. Chương trình Chiếc Cơ May Mắn sẽ gửi tặng cho đội Biết Bang những phần quà như sau: một bếp điện từ Fusibo, một nồi lẩu Sunhao, một bộ nồi hộp kim nhôm Big C, 2 gói hạt nêm thịt heo Big C, 2 chai nước rửa chén Big C, 2 hộp bánh quy top cake phô mai, 2 chai sữa tắm Nu Wai, 2 chai dầu ăn Cooking Maison, 2 chai nước mắm Big C, 2 lốc trà bí đao Wonder Farm, 4 gói bún Wow, 2 chai dầu gội đầu Clement Gold Spot, 2 túi nước giặt Ariel, 2 túi bột giặt Omo, một thùng phở gà Big C. Và đó là những sản phẩm mà các bạn nhận được từ chương trình. Xin chúc mừng các bạn và xin tạm biệt các bạn ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình khác nha.
Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi dành cho khán giả. Ôi, anh em chúng ta giống như đi biểu diễn thời trang quá. Thời trang đi chợ. Thời trang cơm điện. Trên tay anh em chúng tôi là một chiếc vali cao cấp và một cái nồi cơm điện. Hai sản phẩm này cộng lại là bao nhiêu ký? Đúng rồi đó, mời bạn giơ tay nhanh nhất. Đó. Mình xin tự giới thiệu, mình là Dương Minh Đức, năm nay mình 18 tuổi, mình đang là sinh viên trường kiến trúc Sài Gòn. Mình xin đoán hai sản phẩm này là nặng 6,5 kg ạ. Cảm ơn bạn. Một khán giả khác. Dạ, xin mời anh trai áo đen bên đây. Anh tên là Nguyễn Phương Thanh, đến từ quận Bình Tân. Xin đoán khối lượng của hai sản phẩm này là 8 kg ạ. 8 kg. 8 kg. Cảm ơn bạn. Thêm một khán giả nữa nha. Dạ, mời chị áo trắng sọc đen. Em tên là Trần Thị Kim Yến, em đến từ quận Phú Nhuận. Em đoán hai sản phẩm này là 7 kg 4. Sợ có cái số lẻ lẻ 7 kg 4. Và tổng trọng lượng của hai sản phẩm này khi chúng tôi bỏ lên cân thì con số hiển thị là số bao nhiêu ạ? Bao nhiêu? 6,5 kg. Xin chúc mừng bạn trai đầu tiên của chúng ta. Chàng trai này của chúng ta thật là may mắn phải không ạ? Và quý vị khán giả nhà cũng có thể trở thành những người may mắn nếu như quý vị khán giả trả lời được câu hỏi mà chương trình chúng tôi đưa ra, sẽ có những phần quà thật là hấp dẫn dành cho quý vị. Lựa 4 gói đường, đố khán giả bao nhiêu ký? Câu hỏi kỳ này, chuyên viên trang điểm Hà My đã mua 4 gói đường, tổng trọng lượng là bao nhiêu? Đáp án A 2 ký, đáp án B 3 ký, đáp án C 4 ký. Hãy nhanh tay soạn tin nhắn theo cú pháp CCMM khoảng trắng đáp án gửi về 6566. Trong đó, CCMM là viết tắt của chiếc cân may mắn. Ba vị khán giả có đáp án đúng và được quay số ngẫu nhiên sẽ có cơ hội nhận được 3 phần quà có giá trị. Kết quả sẽ được công bố vào thứ Bảy tuần kế tiếp trên Today TV. Mọi chi tiết truy cập website www.todaytv.vn. Tưng bừng lễ hội khách hàng giai đoạn 2 tại Pixi, chương trình khuyến mãi cực lớn. Rút tham trúng thưởng cực kỳ hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỷ đồng. 50 xe Xtreme Attila Elizabeth, 700 điện thoại Samsung Galaxy Young cùng hàng nghìn sản phẩm siêu khuyến mãi hấp dẫn. Đặc biệt, chương trình tiết kiệm nhiều hơn khi mua sản phẩm thứ hai, thứ ba chỉ có tại hệ thống siêu thị Pixi. Pixi, giá rẻ cho mọi nhà. Phần 3 của chiếc cân may mắn đã đến với tất cả chúng ta được mang tên Sự Cân Bằng Hoàn Hảo. Ở vòng chơi thứ ba này thì hai đội chơi sẽ mang về những sản phẩm làm sao mà để có cái trọng lượng nó bằng hoặc là gần bằng với trọng lượng của người bạn nữ đội bên kia. Thì bây giờ thì xin mời Thùy Khanh và xin mời bạn Lụa, chúng ta cùng tiến đến chiếc cân bên này để cân thử xem mình bao nhiêu ký. Mời Khanh lên cân trước nha. Đúng rồi. 42,80, chúng ta sẽ làm tròn là 43 ký. Cảm ơn Khanh. 57,54, mình sẽ làm tròn là 58 ký. Cảm ơn bạn. Viết vô, viết vô, viết vô. Các bạn nhớ rằng chỉ có 3 phút mà thôi nha. Trong 3 phút đó, hãy cố gắng lựa chọn những sản phẩm mang về. Chúng ta được quyền sai số trong khoảng 3 ký. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đó, đó, đó. Lấy rút một tờ thì có người gân. Thấy TV không? Đây. TV nhỏ này, TV này lớn hơn nè, lớn hơn không? Rút giấy, rút giấy, rút giấy. Bóc. Lấy nồi đi, nồi cấp suất, nồi cấp điện nè. Mấy hút bụi. Nồi cấp điện. Cẩn thận nha, cái rồi, trình rồi, rồi. Lố kỹ nha. Cộng lại, cộng lại, cộng lại xem bao nhiêu.
là có lấy hay không lấy thì cũng muộn rồi. Số phận. Những sản phẩm mà đội Ánh Dương mang về gồm có vali cao cấp, TV Samsung màn hình LED 32 inch, lò Viva Galang, nồi cơm điện Kangaroo, là này đúng không? Máy giặt Toshiba, bếp ga đôi Gusto. Một chút nữa chúng ta sẽ mang những sản phẩm này lên cân thì chúng ta sẽ biết rằng các bạn mang về tổng trọng lượng là bao nhiêu. Còn bây giờ sẽ là phần dự thi của đội Đất Đỏ. Các bạn sẽ phải mang về tổng trọng lượng sản phẩm bằng với cân nặng của Thủy Khanh là 43kg, hơi ít một chút phải không nào? Không sao hết, 43kg đó, nhưng mà mình biết lựa chọn, mình cân nhắc những sản phẩm nó thật sự cần thiết cho gia đình mình thì những sản phẩm mà các bạn mang về nó cũng sẽ rất là hữu ích cho các bạn. Thời gian 3 phút bắt đầu. Nhanh lên. Rút ra một tờ rồi bưng lên luôn. Được 46kg, 3kg xa xơ nữa. Được chưa? Các bạn còn muốn tiếp tục lựa chọn nữa không? Xem lại xem. Sao đó bạn? Có muốn bỏ lại cái gì không? Rồi các bạn mang về những sản phẩm gì nha. Lò nướng Hammame, TV TCL 32 inch, tủ lạnh Sanyo. Chỉ có 3 sản phẩm mà thôi. Còn bây giờ để biết rằng những sản phẩm này có đúng với trọng lượng mà chúng tôi yêu cầu hay không thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau lên cân. Bây giờ sẽ là khoảng thời gian để chúng ta cân những sản phẩm mà đội Ánh Dương mang về. Nhưng mà trước khi cân sản phẩm thì muốn hỏi Thanh Duy một chút. Bình thường thì công việc bận rộn đi quay phim như thế rồi đi diễn kịch như thế, có thời gian đâu mà đi siêu thị hả Duy? Dạ em ít đi siêu thị lắm. Ở nhà là mẹ với chị đi nhau chứ em không có đi. À, hôm nay chắc là lần đầu tiên mình đi siêu thị đây nè. Và những cái sản phẩm này không biết là ở nhà Duy đã có đầy đủ hết tất cả chưa? Dạ cũng có nhưng mà thêm cũng đâu sao anh. Có mà thêm thì càng tốt đúng không nào. À, lần đầu tiên đi siêu thị mà coi bộ là mua cũng hào phóng ghê lắm. Mang về khá nhiều sản phẩm và không biết rằng những sản phẩm này có nằm trong cái vòng an toàn của chúng ta hay không. Mời Duy và mời Thủy Khanh đến đây. Mời bạn Lụa bước chân lên đây. Nhìn hai bên chiếc cân thế này thì thấy rõ ràng là một cái sự chênh lệch rất là lớn ha. Bên đây một cô gái nhìn rất là hiền dịu, ngồi rất là thùy mị. Còn bên đây quá trời đồ luôn. Nhìn là thấy ngọt rồi đó, nghĩ sao mà bên đây mà nặng ngang ngửi bên đây được ha. Thôi thì chúng ta hãy cùng chờ xem các bạn nhìn vào chiếc cân này nha. Nếu như cái vòng đèn màu trắng này nó hiện sang màu xanh lá cây thì chúng ta thắng. Còn nếu màu đỏ là chúng ta thua. Và chú ý cái đồng hồ điện tử sẽ hiển thị sai số của các bạn nha. Thì Khanh, hồi hộp lắm mà. Sao mặt căng vậy thì anh? Cười lên thì anh, cười lên, cười. Ước ao, em có một ước ao hả? Chuẩn bị nào, 1, 1 rưỡi, 2, 2 rưỡi, bắt đầu. 3kg, đó là sai số của các bạn. Chúc mừng các bạn đã là những người chiến thắng. Trời ơi, 3 kg là vừa đúng đó, sai số 3 kg. Thanh là bị đứng hình luôn á, là bây giờ anh biết là 3 kg. Bởi vì nếu như lố thêm một chút xíu thì xem như là các bạn đã thua rồi. Rất may mắn là sự lựa chọn của các bạn đã mang lại cho các bạn những thành quả vô cùng tuyệt vời. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta cùng đến với đội Đất Đỏ xem các bạn ấy có được niềm vui như đội Ánh Dương của chúng ta hay không nha. Nào, hãy cùng lên cân. Đội Đất Đỏ, bây giờ là phần cân sản phẩm của các bạn. Các bạn có điều gì muốn nói trước khi chúng tôi khởi động quá cân này không?
em chỉ muốn nói là em có một ước ao và có khát khao được đem quà về nhà. Ước ao của em nhỏ bé quá ha. Một cái tivi nè, một cái lò nướng, một cái tủ lạnh. Lúc nãy thì khán giả đã cổ vũ rất là nhiều và họ cứ nói rằng thôi bỏ lại cái lò nướng đi, bỏ lại cái lò nướng đi, nhưng mà Lụa vẫn nhất quyết không bỏ lại cái lò nướng. Nếu như lỡ bây giờ mà vì cái việc không bỏ lại lò nướng mà chúng ta sai số quá nhiều, chúng ta thua cuộc á, thì có hối hận lắm không? Dạ không. Quyết không hối hận. Mong muốn được đem về nhưng mà không hối hận. Mình sẽ tự chịu trách nhiệm tất cả về cái sự quyết định của mình, đúng không nào? Vậy thì chúng ta xem sự quyết định này có sáng suốt hay không nha. Mời các bạn quay lại. Và chúng ta chuẩn bị khởi động quả cân. Chú ý bản đồng hồ điện tử, chú ý bản đèn màu trắng này ngã sang xanh hay đỏ các bạn nha. Một, hai, và ba. Ba. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Các bạn ơi, các bạn có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Vòng đèn màu xanh có nghĩa là các bạn là những người chiến thắng. Và một điều tôi không biết rằng cái bản đồng hồ điện tử này nó có bị hư gì không? Nó có bị gì không? Mà nó không nhảy một cái số nào cả, nó vẫn giữ ở số 0. Có nghĩa là không có sai số ở đây. Tất cả những sản phẩm mà bên đội đất đỏ mang về trùng khớp hoàn toàn bằng một cách tuyệt đối với trọng lượng của Thụy Khanh là 43 kg. Có thể nói như đây là lần đầu tiên trong chương trình Chiếc Cân May Mắn có cái sự việc này diễn ra. Và đây là một sự việc hết sức là tuyệt vời, có thể xem như đây là một sự cân bằng hoàn hảo. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn thân mến, như thế là sau những giây phút của những vòng thi đầu tiên cũng khá là căng thẳng rồi, là mệt mỏi trong cái việc đi lựa chọn sản phẩm, thì bây giờ có thể xem như các bạn đã có thể cười một cách thoải mái hơn để hưởng thụ những thành quả mà mình có được từ chương trình. Đội Ánh Dương, bây giờ thấy Thanh Duy là vương vai sảng khoái ghê lắm. Như thể đi siêu thị anh chàng cũng căng lắm. Chúng ta thấy nè, có một cái máy giặt Toshiba, vali cao cấp, TV Samsung, bếp ga Gusto, nồi cơm điện Kangaroo, lò nướng Galang. Không biết rằng anh Dương có thể nói về cảm xúc của mình như thế nào hay không? Nhất là Thùy Khanh nè, cảm giác Thùy Khanh còn vui hơn Duy nữa đó. Trời ơi, tại vì á hả, lần đầu tiên em chơi cái chương trình này mà tự nhiên được quà quá là nhiều, cho nên em thấy thích lắm. Mà hồi nãy lúc mà thắng cuộc em còn không có biết là mình thắng nữa, cho nên có một sự hoang mang nhẹ. Thế còn Duy thì sao? Cảm ơn hệ thống siêu thị Bixi và chương trình Chiếc Cân May Mắn đã tạo điều kiện cho Duy và Khanh tới đây. Chưa bao giờ đi siêu thị, lần đầu tiên đi siêu thị đem đóng quà về, theo quý vị vậy có vui không? Quá vui. Chưa bao giờ đi siêu thị, lần đầu tiên đi siêu thị mà mang quà được nhiều thế này. Vậy thì bây giờ bắt đầu từ ngày mai Duy nên đi siêu thị. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thế còn đội đất đỏ, các bạn ơi, các bạn là những kỷ lục đó, kỷ lục gia đầu tiên của chương trình chúng tôi. Chưa bao giờ mà có một cái sự cân bằng một cách tuyệt đối hoàn hảo đến như thế. Lụa hãy chia sẻ về suy nghĩ của bạn đi nào. Đây cũng là lần đầu tiên em đi chơi cái chương trình này. Và cũng đi xong mà có người ta nói là đi chơi có rinh quà về. Và em thực sự là được hôm nay được rinh quà về, rất là vui và hạnh phúc, và cảm ơn chương trình. Tôi nghĩ rằng cái hạnh phúc này nó không chỉ là những cái món quà mà bạn có được đâu, nhưng mà như tôi nói đó, bạn là một cái kỷ lục mới. Hai bạn là một kỷ lục mới của chương trình Chiếc Cân May Mắn. Có được ghi vào Vinet không anh? Chắc chắn là kỷ lục của chương trình Chiếc Cân May Mắn sẽ ghi tên hai bạn. Và bởi vì để đánh dấu cái kỷ lục đầu tiên xuất hiện trong chương trình, chúng tôi sẽ có thêm một phần quà nữa dành tặng cho các bạn nha. Wow. Đây là lò nướng Durastar. Xin trao tặng cho hai bạn phần quà này. Dạ, có trao tặng cái áo anh không? Tại vì nó giống rất là giống cái màu áo của anh. Rồi bây giờ cứ cầm quà trước đi, rồi cái chuyện áo hay không mình tính sau nha. Đây là phần quà dành tặng cho các bạn, chúc cho các bạn khi quay trở về nhà sẽ có thật nhiều niềm vui. Và hãy luôn nhớ những khoảnh khắc thật đẹp của chương trình Chiếc Cân May Mắn với tiêu chí là cân đúng trúng quà. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Chiếc Cân May Mắn ngày hôm nay của chúng ta thật là một chương trình rất là nhiều điều thú vị và đặc biệt, đúng không ạ? Hy vọng rằng quý vị khán giả cũng đã tìm được thấy những niềm vui cũng như là có cho mình những phần quà từ chương trình Chiếc Cân May Mắn. Đến đây thì chúng tôi xin được phép chào tạm biệt quý vị khán giả. Vâng, xin cảm ơn hệ thống siêu thị Bixi giá rẻ trong mọi nhà đã đồng hành cùng với Chiếc Cân May Mắn. Và xin quý vị hãy đồng hành cùng với Chiếc Cân May Mắn vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Today TV. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
hệ thống siêu thị Big C hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.